8 có tác dụng duy trì sắc thân mà lập thuyết này. Tưởng Tông Cương yếu mạng căn tế biện có ghi, hỏi, do thức hiện hành giữ gìn thân xác một cách thầm lặng nên thân không hư hoại. Đó là công năng của thức hiện hành, mà sao không gọi hiện hành thức là mạng căn lại gọi chủng tử là mạng căn? Đáp, vì do sức của chủng tử mà bản thức hiện hành mới có thể sanh khởi, vì do sức của chủng tử mà duyên ra ba loại cảnh, vì do sức của chủng tử mà duy trì năm căn vì vậy hiện hành không thể gọi là mạng căng do không phải là căn bản vậy hoặc nói công năng hiện hành của thức thứ tám là duy trì giữ gìn sắc thân không hư hoại như vậy thức ấy có thể duy trì được bao lâu đáp một trước hết phải biết thức thứ tám tùy theo sự dẫn dắt của nghiệp lực thiện ác đời trước của chúng ta mà ở trong ba cõi sáu đường luân hồi không ngưng từ vô thủy đến giờ thức thứ tám đầu thai đổi xác thân không thể dừng lại ở chỗ nào lâu. Hay, Kế đến phải biết, nếu đời trước chúng ta tạo nghiệp lực mạnh, có thể khiến cho thức thứ 8 duy trì một căn thân lâu dài, thọ mạng, nhờ đó dài lâu. Ngược lại, nếu đời trước chúng ta tạo nghiệp lực yếu, có thể khiến cho thức thứ 8 duy trì một căn thân ngắn ngủi, thọ mạng cũng do đó không trường thọ. Một ngày kia, thức thứ 8 đã hoàn thành nghiệp quả thì lịa bỏ căn thân, rồi lại tùy theo nghiệp lực thiện, ác khác dẫn đến sáu nẻo luân hồi ba chúng đồng phận chúng có nghĩa là chủng loại đồng giống nhau phận phần có nghĩa tương tự tức là chủng loại tương đồng tương tự gọi là chúng đồng phận phải biết vạn pháp trong vũ trụ tuy sai khác nhau nhưng trong riêng có chung trong khác có giống ở trong bao la phức tạp ấy của vạn pháp tìm ra đặc trưng tương đồng thuộc tính tương tự rồi phân loại đặt tên đó gọi là chúng đồng phận. Một pháp chúng đồng phận có thể thu vào hết thảy vạn pháp của vũ trụ, tình và vô tình, nhưng sách vở duy thức luận, phần nhiều chỉ dựa vào loại hữu tình lập ra chúng đồng phận. Như luận thành duy thức nói, dựa vào sự sai biệt tương tự về thân và tâm sở của loài hữu tình giả lập đồng phận, sự giống nhau, tương tự. Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận nói, các loài hữu tình cùng làm một sự nghiệp, cùng ham cái nhân dục thì gọi là chúng đồng phận. Bách pháp Trực giải nói, chúng đồng phận là như người với người giống nhau, trời với trời giống nhau, nương vào chỗ tương tự mà lập ra. Câu này ý nói thân tâm của người này và người kia giống nhau, gọi là người đồng phận. Thân tâm của trời, người tương tự nên gọi là thiên đồng phận, cho đến quỷ đồng phận, xuất sanh đồng phận, nên mới có sự sai biệt trong sáu nẻo. Trong xã hội Ấn Độ thời xưa dựa vào thân tâm giống nhau mà chia bốn giai cấp, Bà La Môn giai cấp tăng lưỡng. Sát đế lợi, dài cấp vương hầu. Tỳ xá, giai cấp thứ dân. Thủ đà, giai cấp nô lệ. Trong kinh thí dụ nói, người ngoại đạo cho rằng, Phạm Vương sanh ra bốn chủng tánh, bà la môn sanh từ miệng của Phạm Vương, sát đế lợi sanh ra từ cánh tay, từ vai đến cổ tay, của Phạm Vương, tỳ xá sanh ra từ hông của Phạm Vương, thủ đà sanh ra từ chân của Phạm Vương. Do đó, có bốn tánh khác nhau, cũng là một thí dụ về chúng đồng phận. Trong thế giới loài người ngày nay, dựa vào cốt cách, màu da, ngôn ngữ, phong tục, tập quán và các thuộc tính khác rồi phân loại đặt tên, người da màu, người da trắng, người da đen hoặc phân loại theo địa lý, người châu Á, người châu Âu, người châu Phi, người châu Mỹ, các chủng tộc khác nhau cũng là một thí dụ về chúng đồng phận. Tiểu thừa câu xá luận cho chúng đồng phận là pháp thật có. Do pháp thật có này khiến cho vật giống nhau còn đại thừa duy thức luận cho đó là pháp giả lập. Nghĩa là dựa vào thân, tâm của loài hữu tình tương tự mà giả lập sự khác nhau về địa vị. 4. Dị sanh tánh Tánh sanh ra khác nhau gọi là dị sanh tánh, thuật ký, quyển chính, nói dị sanh tức khác với đồng sanh. Khai Tông Nghĩa Ký nói, các bậc thánh đều gọi là đồng sanh, nhưng phàm Phu Ngu Si thì gọi là dị sanh. Câu này ý nói tất cả thánh nhân đều đã thấy rõ lý chân không, không khởi lên ngã kiến nên gọi là đồng sanh. Phàm phu đều ngu si tâm tối, không có trí tuệ, chỉ khởi lên tà kiến, đó là sự khác nhau giữa thánh nhân và chúng sanh, nên gọi là dị sanh. Bách Pháp trực giải nói, dị sanh tánh là lầm cho có ngã, có pháp, không giống với trí tánh nhị không của thánh nhân, dựa vào đây mà tương đối giả lập ra thánh và phàm. Đại ý nói rằng phàm phu mê hoặc điên đảo, lầm cho có thật ngã, thật pháp. Từ đây khởi lên tham, sân, si, tức khởi lên loại phiền não khác, rồi tạo ra sát, đạo, dâm, tức tạo loại nghiệp khác, và nhận lấy vô vàng khổ não khác nhau trong sáu nẻo luân hồi, tức thọ nhận loại quả khác, nên gọi là dị sanh. Nay nương vào thánh phạm tương đối này, giả lập ra một pháp dị sanh tánh. Thám huyền ký nói, dị sanh là do giữ lấy kiến giải khác lạ mà sanh ra, xưa gọi là phàm phu. Đại Nhật Kinh Sớ cũng nói, phàm phu mà dịch chính xác là dị sanh. Nghĩa là do vô minh theo nghiệp thọ báo, không được tự tại, rơi vào trong muôn ngàn cõi, cùng loại sắc, tầm kết hợp nhưng mỗi loại khác nhau nên gọi là dị sanh. Giờ nghiên cứu về tánh của dị sanh tánh. Tánh là tánh phần, nghĩa là không thể thay đổi. Không chỉ tánh của Phật tánh, mà chỉ cho tánh tập luyện mà thành, tập quán nuôi dưỡng mà thành tựu, như nghĩa bản tánh, như sách xưa nói, tập thành điều bất nghĩa sẽ thành tánh bất nghĩa. Tánh là chỉ nơi xuất phát ra dị sanh và là nguồn gốc căn bản của dị sanh. Nhưng tánh của dị sanh là gì? Trước hết phải biết dựa vào thành duy thức luận, quyển một, nói, việc lập ra dị sanh tánh là từ phi đắc mà ra. Sao gọi là phi đắc? Trước đã nói đắc tức là thành tựu. Ngược lại phi đắc là không thành tựu. Loại không thành tựu tuy là rất nhiều nhưng giờ tạm đề cập chúng sanh chưa kiến đạo, chưa dứt bỏ hai chướng phiền não và sở tri, trở về trước, chưa dứt hết chủng tử kiến hoặc, phiền não trong ba cõi, chưa thành tựu các pháp vô lậu của bậc thánh, mới giả lập tên gọi dị sanh tánh. Do đây, tánh của dị sanh, tức chỉ chủng tử của cái thấy về ba cõi đã bị dứt trừ, tức tại chủng tử này khiến cho sáu đường, 12 loại không giống nhau, nên gọi là dị sanh tánh. Nói cho dễ hiểu tức là chủng tử phiền não và kiến hoặc trong ba cõi này khiến cho chúng sanh khởi ra dị loại kiến, cái thấy những loại khác nhau, tạo ra dị loại nghiệp, nghiệp khác nhau, nên gọi là dị sanh tánh. Ngược lại, nếu giúp trừ hết chủng tử phiền não và kiến hoặc trong ba cõi đã thấy được lý chân không, nên chứng sơ quả tu đà hoàng, nhập lưu quả, và xa lìa phàm phu, dị sanh, thẳng nhập vào dòng thánh. Năm Vô tưởng định Đây là một trong hai thứ vô tâm định, vô tưởng định và diệt tưởng định. Sao gọi là vô tâm định? Duy thức tâm yếu, quyển 7, nói, vì cả hai định đều không có sáu thức trước, nên gọi là vô tâm. Lúc ấy, vì không có tâm và tâm sở sáu thức trước thô động khiến cho thân an ổn, vui vẻ. Như hữu tâm định, thức thứ sáu và định tâm sở tương ưng khiến cho tâm lắng trong, vắng lặng nên gọi là hữu tâm định, cũng gọi là định. Này nghiên cứu vô tưởng định, trước dùng 12 môn, cách phân biệt định này. Một, hiển đắc nhân người tu vô tưởng định là ai? Là phàm phu, ngoài đạo chấp dị kiến mà con người sanh ra hai hiển ly dục người tu vô tưởng định chỉ hàng phục được cái tham câu sanh của thiền thứ ba ở cõi trời biến tịnh nhưng chưa hàng phục được nhiễm tâm của thiền thứ tư trở lên thành duy thức luận quyển 7, nói chế ngự được tham dục ở cõi trời biến tịnh nhưng chưa chế ngự được nhiễm tâm của các cõi trời ở trên 3. hiển hành tướng tức là nói rõ về tâm thái tu định vì người tu vô tưởng định ngộ nhận trời vô tưởng là niết bàn dựa vào quan niệm sai lầm này chẳng diệt cho là diệt dẫn dắt mà tu tập thiền định diệt trừ tất cả tâm tưởng. Luận thành duy thức, quyển 7, nói, do ra khỏi tưởng nên tác ý dẫn đầu. Xuất ly, ra khỏi, tức chỉ niết bàn. Vì chứng được niết bàn, tức ra khỏi sanh tử. Ra khỏi tưởng mà tưởng rằng đó là niết bàn. 4. Hiển sở diệt thức đa thiểu người tu vô tưởng định, đối định gia hành, thường suy nghĩ như vậy các tưởng suy tư cực nhọc làm cho tinh thần không thể tập trung, làm cho suy nghĩ không được chuyên nhất. Các tưởng ấy giống như bệnh, như nghẹt mũi, như trúng tên. Ở trong vô số tưởng được sanh ra mà quay lưng lại nói là không có tưởng, vắng lặng vi diệu. Vì thế khởi lên sự hứa hẹn và mong muốn một loại thù thắng, ước muốn ta trong một ngày đến bảy ngày, trong một kiếp đến hơn một kiếp có thể ngăn chặn được tâm, tâm sở, diệt trừ tất cả tâm tưởng. Nhờ áp chế tâm tưởng lo toan này làm cho tâm và tâm sở từ thô đến tế, từ tế đến tinh, đây là lìa xa gia hành với định, đến khẳng định trong một sát na. Tâm tinh tế lại càng tinh tế, huân tập thức dị thuộc ấy, thành tựu chủng tử áp chế cùng cực tâm. Các vị ở trước, tuy có huân tập chủng tử, nhưng chỉ là trung, hạ phẩm, chưa gọi là định. Do chủng tử bị áp chế cùng cực, thế lực suy giảm, với lý do này tâm và tâm sở của sáu thức trước tạm thời không khởi lên hiện hành, tâm, tâm sở vi tế của thức thứ tám, thứ bảy còn khởi lên hiện hành tức là dựa vào chủng tử đã bị áp chế này giả lập vô tưởng định